Và trước khi đến với tiết mục tiếp theo, cũng xin hỏi Trấn Thành một câu nữa thôi. Vụ gì nữa? Tại sao trong đêm hôm nay là đêm gala trao giải? Tại sao trên sân khấu hiện nay và trên ba vị giám khảo hôm nay tất cả, tại sao không mời một người phụ nữ nào đó mà chỉ có 5 người đàn ông xuất hiện ở đây thôi? Lý do gì? Trời trời, sao đố hỏi... biết được, đố biết được. Sao hỏi tôi câu khó quá vậy? Tôi nghĩ là chắc là chúng 5 người đàn ông này có một điểm chung. Điểm chung gì? Chúng ta đều đẹp. Đó chỉ là ý kiến cá nhân thôi, có thể không nghe mà. Đừng nói chữ đó, tôi hơi bị nhục lắm. Cũng được mà đúng không? Cũng được, gian được mà. Cố gắng tưởng tượng thì cũng đẹp. Chịu khó nhìn thì cũng được. Được, nói chung là được mà. Mọi chuyện đều là số phận gian à. Mình không muốn nhưng mà nhiều khi nó đến, mình không từ chối được, lấy về. Đúng nha, đúng vậy. Và thưa quý vị, nói về số phận thì thí sinh thứ 3 cũng có một bài biểu diễn về số phận. Và nói như thế nào chúng ta sẽ gặp gỡ Đinh Ngọc Diệp nhé. Vâng, quý khán giả thân mến, hồi nãy cặp thí sinh còn lại của chúng ta vừa nhào lộn tới 3-4 vòng trước mặt Ngọc Diệp. Ngọc Diệp hỏi tại sao thì các bạn nói là đang rất là háo hức muốn được thi. Bây giờ tâm trạng của Ngọc Sơn thì như thế nào? Bây giờ tâm trạng của mình rất là lo lắng và hồi hộp. Nhưng mình biết ngoài kia gia đình vẫn đang theo dõi và ủng hộ mình, nên mình sẽ cố gắng làm bài thi hết sức mình. Soái ca, cố lên! Soái ca, cố lên! Vâng, hãy ủng hộ cho Ngọc Sơn và bạn diễn của mình với mã số 03 nhé quý vị khán giả. 40. Bố mình là người ngạc nhiên nhất vì sự thay đổi của mình. Khi mà bố gặp mình, bố cảm thấy mình rất là gầy và mặt mình nó gọn hơn trước rất nhiều. Khi mà mình về trước chung cư thì mọi thứ nó rất là bất ngờ. Mọi người đã tạo dựng lên một màn chào đón rất là công phu. Không những có cô dì chú bác và thậm chí những người mình còn chưa từng nói chuyện cũng ra ôm mình rồi bóp tay rồi bóp người mình để xem người mình còn tí mỡ nào không. Thậm chí còn chụp ảnh với mình. Mình cảm nhận rõ được tình cảm của mọi người dành cho mình. Và nó là một cái phần động lực rất là lớn để mình cố gắng làm thật tốt. Khi mà mình mang những chiếc quần cũ của mình ra thử, thấy nó rất là rộng, mình kéo căng ra, mình đến nó phải khoảng được 10 phân. Mình đã cho mẹ thấy được mình đã vượt qua bản thân mình để trở thành một người bình thường. Bởi vì mẹ là người luôn luôn thúc ép mình về việc giảm cân. Con trai mẹ đã làm được điều mà mẹ luôn mong muốn. Mình có xin thầy hiệu trưởng và ban giám hiệu được trở về trường, thăm thầy cô. Mình được gặp lại cô chủ nhiệm. Cô đã động viên ôm mình. Điều đó là mình rất là hạnh phúc. Đặc biệt là các em học sinh nữ đã lôi mình ra chụp ảnh rất là nhiều. Ở trên lầu 2 còn kêu thét anh Sơn ơi. Mình xuất sắc đến thế sao? Mình đẹp trai đến thế sao? Mình có tranh thủ về thăm bà nội của mình. Bà rất là vui và rất là ngạc nhiên và nói gầy đến một gần một lửa rồi, bà mừng quá. Gia đình có làm một bữa tiệc thì mọi người luôn bàn tán về việc giảm cân cũng như là những khó khăn của mình. Sau bữa tiệc, mình có một buổi trò chuyện riêng với bố. Trước kia bố là người phản đối mình tham gia chương trình. Qua theo dõi chương trình và đến nhìn thấy con bây giờ thì tôi nghĩ nếu không cho con đi thì mất cả một cái cơ hội mà có lẽ cả cuộc đời con cũng không gặp lại được. Qua buổi nói chuyện này, mình cảm thấy thực sự bố rất là hiểu mình. Những lời chia sẻ của bố sẽ tiếp cho con 100% năng lượng để có thể làm hết sức mình trong đêm chung kết xếp hạng.
Ngọc Sơn và Phạm Lịch đó. Dễ thương quá, máu lửa vô cùng. Quý vị và các bạn thân mến, yêu thích tiết mục này, soạn BN khoảng cách 3 gửi về tổng đài 6370 cho Soái ca. Cảm ơn hai bạn. Có vẻ là anh Trần Huy đang muốn nói đầu tiên, xin mời anh. À, bài này đúng là Bollywood nè, máu lửa nè, nhanh, chắc, phức tạp, dễ thương, khó. Và một cái nữa là mình biết là bây giờ mình không được, mình chưa đưa điểm đúng không? Nhưng mà John Huy chỉ muốn nói wow, wow, wow. À, wow nó thường nó có hai trường hợp, một là giỏi quá, hai là ngược lại, thì John thấy sao? Không, chắc hai bạn hiểu, hiểu không? Hiểu không? Hiểu mà. Khán giả hiểu không? Hiểu mà. À, thế còn anh Đàm Vĩnh Hưng, anh nghĩ sao ạ? Thật sự là tôi thấy hôm nay nhá, Ngọc Sơn giỏi hơn Phạm Lịch luôn. À, vì là nhớ bài nè, động tác ra đoạn rất là chính xác luôn. Và ánh mắt là thần thái, hát theo bài hát, nó rất là tuyệt vời. À, cái nhịp đó bạn chắc kinh khủng khiếp luôn. À, con thấy là không có gì để chê được nữa hết trơn á. Và xin mời ý kiến của giám khảo Hoài Linh. Tôi nói thiệt, sau khi coi Phạm Lịch với Ngọc Sơn nhảy xong thì tôi mới hãnh diện với cái người bên kia là tôi đã chọn không lầm em, không lầm con, chú đã chậm con, chọn không lầm con. Bởi ngay cái buổi thi đầu tiên là chú đã nói rồi, con sẽ là ẩn số của chú. Và thật sự ngày hôm nay con biểu diễn, nếu ai xem lần đầu tiên mà xem con diễn thì không bao giờ nghĩ con là thí sinh, và sẽ nghĩ con là một dancer thực thụ. Khen Phạm Lịch, em đã đào tạo ra một dancer rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay những cái bước nhảy của Sơn, tôi không thấy một cái sự nặng nề nào của một cái người mà trong chương trình của chúng ta gọi là bước nhảy ngàn cân cả, mà con nhẹ như lông hồng. Chúc mừng con. Xin cảm ơn anh Hoài Linh ạ. À, em hãnh diện không em? Có chứ. Dễ thương quá đúng không? Làm như người ta yêu thương nhau thật sự nên vậy nó tốt hơn phải không em? Dạ vâng ạ. Dạ, vâng. Vâng luôn hả? Vâng ạ. Ồ, anh hiểu rồi. Là cái yêu thương thật sự luôn hả? Là sao ạ? Em ở đây hay là bên đây hay là sao ạ? Em ơi đừng có để mối quan hệ nó phức tạp hơn em. Anh chỉ hỏi em với bạn này thôi. Như thế nào mà là cái quan hệ như thế nào mà sao mà có thể mà nhảy nên là nhảy bằng hơi thở rồi. Cứ trả lời đi. Trả lời đi con, tại người ta mới vô làm có bữa nay à, người ta chưa có biết cái tình cảm của cô cháu là sao đâu. Dạ bọn em là chị em tốt của nhau. Không sao em, người ta có bằng lái máy bay mà, yên tâm. Ừ, thoải mái đi em. Anh nghĩ chương trình này là chương trình nhảy giả tình thật. Vâng thưa quý vị, và bây giờ rất là quan trọng là chúng ta sẽ đến với phần cân nặng của Ngọc Sơn sau các tuần. Và mời bạn. Wow, tôi mà đúng là tôi không có nghĩ là một cái thí sinh này là thí sinh của bước nhảy ngàn cân hả? Chúng ta cùng xem. Tuần lễ đầu tiên bạn ấy đến đây với cân nặng là 86,7 kg. Và cân nặng hiện tại là 62,7 kg, tương đương với 27,7%, làm tròn thành 2,8 điểm. Chúc mừng Ngọc Sơn. Thưa quý vị, tiếp tục soạn BN khoảng cách 3 và gửi về tổng đài 6370 cho Ngọc Sơn ủng hộ bạn ấy nhá. Chưa đầy 3 tháng mà giảm được 24 cân. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Thật sự là như vậy luôn. Và tôi không biết bao giờ MC của chương trình làm mấy tháng rồi chưa giảm được 1 cân. Không hiểu luôn. Có những cái nó thuộc về số phận. Vâng thưa quý vị, và số phận sẽ dẫn dắt ba thí sinh này đến đâu? Bài thi thứ hai của họ là gì? Chúng ta sẽ đến với họ sau vài phút giải lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ạ.